Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bên sân trường thi. Rồi, tiếp tục giao lưu với anh em những dòng cây khai thác. Rồi, giao lưu với anh em một cây hai châu. Một cây hai châu một cốt. Cây này có bộ đế cực kỳ đẹp. Xíu nữa chị quay gần cho quý anh em xem. Cây khá là ok quý anh em. Cây này chúng ta chơi tương lai nha. Bạn ta có được bộ đế đẹp, chỉ cần thì ta tiếp tục xây dựng thêm. Thì tất cả định hình mình xem thi để làm kỹ. Cái này cũng khá là ok. Hàng cái bộ đế khá đẹp. Xíu nữa mình xem thi sẽ quay vòng của anh em xem. Rồi. Cái hoàn hoàn tại vị trí này là 28 nha. 28. Hoàn trên này nó là 25 của anh em. 25. Rồi cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới cái ngọn thì nó khoảng 35 nha. Và phụ tán thì khoảng 30. Chậu này chậu me lục giác. Kích thước là 27 và chiều cao là 10, chiều cao là 15. Đấy, một cây hải châu. Rồi mời quý anh em xem cái phần đế cây. Đây, cái bộ đế rất là đẹp. Đây quý anh em xem này, đế quá quá đẹp luôn nha. Đây quý anh em xem bằng vàng, bộ đế rất là khủng quý anh em. Trải đều, rồi em trải đều, rồi trải đều như quý anh em. Đây quý anh xem rất là ok. Chỉ cần là nói chung là tương đối nha, chỉ cần là tương đối. Càng khá là duyên cây. Đấy. Rồi mời quý anh em xem tổng thể cây. Một cây hải châu một cốt lùng lập. Cây có bộ đế đẹp, thầy vừa khá là ấn tượng luôn này. Rồi cây này bên sang thị giao lưu của anh em giá là 870k bao ship nha. Rồi 870k bao ship nè. Một cây hải châu một cây hải châu cây này cũng cây tầm trung nha. Cây hải châu tầm trung, một người bê nặng tay. Cây chỉ cần khá là ổn rồi. Cây đang trả trái rất nhiều nha quý anh em, trái rất nhiều nha. Một xíu nữa bên sang thì sẽ quay gần hơn cho quý anh em xem. Cây này có một đường thân lát lượng khá là đẹp luôn. Cây khá hay luôn này. Cây tầm trung, một người bên nặng tay. Rồi cây này thông số. Rồi cây này của hoành, hoành nó là 32 luôn này. Hoành 32 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là 62 và phụ tán, phụ tán nó 60, phụ tán 60. Chậu này là chậu vuông, chậu giả xương khá là xịn sò, kích thước vuông 31 và cao là 16. Một cây hải châu, cây này trái rất là nhiều. Mời quý anh xem tổng thể cây, xíu bôi sang thì sẽ quay rồi. Cây này ta chơi đẹp được 4 mạch nha. Rất là ok luôn. Cái đẹp luôn quý anh em. Rồi, mời quý anh em xem chi tiết cái phần đế cây. Thì cây này bộ đế đẹp, cây này có lũa nha quý anh em, có lũa rừng nha. Đây lũa rừng. Đấy. Quý anh em cứ an tâm chơi, tại vì dòng khai thác quý anh em cứ phân vân, nhưng thật ra là cái lũa nó rất là ok luôn, không có vấn đề gì hết. Cây này lũa rừng và cây này bộ đế đẹp, cây rất là khỏe mạnh. Đấy. Cây đang cho trái rất là nhiều, quý anh em xem trái nha. Đấy. Trái kín cả cày của anh em. Đây cái mùa trái nè. Cái này như cái trái này thì quý anh em chúng ta chơi cũng phải tầm phải 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rồi nha. Nó rất là bền. Đây. Rất là ok của anh em. Chỉ cần phải nói là quá là ok rồi. Những sợi kém chẳng qua là định hình thôi. Rất dẹp thôi. Cái đang chặt trái rất nhiều. Đây. Những cái này là khi mà nó ra hoa đậu trái cỡ tầm tầm này thì nó đã khoảng một tháng rưỡi rồi nha quý anh em. Thì như cây này thì chúng ta chơi trái thì phải 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nữa thì mới hết được cái lượng trái này. Ta tha hồ đã chơi, cây này chỉ cần rất khá là già rồi. Cây trực rất là đẹp.
thấy cái bộ tán khá là ok của anh em. Cây này tầm trung nha, một người bên đàn tay cây này thì với ship cũng tương đối khá là ok, khá cả tiền đây. Những cái cây này thì của anh em cố gắng xem kỹ video nha, tại vì cây này nó cũng khá là lớn. Rất là đẹp. Rồi, mời quý anh em xem tổng thể một lần nữa. Tổng thể một lần nữa bảo dễ cho luôn. Một cây Hải Châu mà một cốc cây dáng trực hàng bôi xa tầm trung, một người B nặng tay. Cái này khá là ok, đẹp. Quý anh em sẽ hữu diện cho chơi.